Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel Biến Sữa của Linh nhé. Trong video ngày hôm nay thì để tiếp nối cho series về ăn dặm kết hợp, mình sẽ chia sẻ cho mọi người về phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy. Không biết là khi mà mới tìm hiểu về phương pháp này thì mọi người như thế nào, nhưng mà đối với bản thân mình thì mình có hai luồng suy nghĩ khác nhau. Một suy nghĩ thứ nhất đó là mình cực kỳ thích, cực kỳ mê phương pháp này, thấy nó thực sự rất là tuyệt vời và thực sự rất là mới mẻ. Tuy nhiên một cái luồng suy nghĩ thứ hai đó là mình thấy khá là bối rối, không biết là bắt đầu như thế nào và bắt đầu từ đâu thì mới đúng. Và sau đó thì mình tìm hiểu sách báo kỹ hơn, mình đọc rất là nhiều sách về phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy, mình lên diễn đàn để tìm hiểu thông tin và học hỏi các mẹ khác nữa, và sau đó thì mình đã hoàn toàn tự tin để áp dụng phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy cho bé Giang nhà mình. Một vài điều tổng quan về phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy thì đây là một phương pháp được xuất phát từ nước ngoài. Mình không chắc là nó xuất phát từ châu Âu hay là các nước châu Mỹ, nhưng mà nhìn chung đây là một phương pháp ăn dặm hiện đại mà các mẹ ở phương Tây đã áp dụng và đã khá là thành công. Sau đó rất là nhiều mẹ Việt mình cũng sang đó học hỏi và áp dụng cho em bé, thì các mẹ cũng có dịch ra những cái cuốn sách về ăn dặm bé tự chỉ huy và nó được rất là nhiều mẹ Việt đón nhận rất là tích cực. Thì mình đã giới thiệu rồi, có hai cuốn sách về ăn dặm bé tự chỉ huy nổi tiếng, đó là cuốn sách Ăn dặm không phải là cuộc chiến và cuốn sách Ăn dặm bé tự chỉ huy BLV kép. Thì một cái điều chắc chắn là nếu như các mẹ muốn áp dụng phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy cho bé thì các mẹ nhất thiết phải đọc sách nhé, để chúng ta có cái kiến thức thật là vững chắc trước khi mà chúng ta áp dụng cho con. Phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy thì khác hoàn toàn so với phương pháp ăn dặm truyền thống hay là kiểu Nhật, bởi vì với phương pháp này thì bé sẽ được tự chỉ huy, tức là bé sẽ được tự bốc ăn hoặc là tự xúc ăn, mà chúng ta người lớn sẽ không đút cho con. Nó rất là khác biệt. Thì đối với phương pháp này thì em bé sẽ ăn thô ngay từ đầu. Ở những giai đoạn đầu từ 6 tháng tuổi thì các mẹ sẽ chế biến những cái món ăn, như là các mẹ sẽ cắt những cái loại rau củ quả ra trước này, sau đó cho con cầm con gặm, rồi dần dần tiến tới giới thiệu thêm những cái loại đạm cho con nữa và giới thiệu các loại rau lá cho con lần lượt từng bước một. Và đến giai đoạn khoảng từ 10 tháng tuổi trở đi thì em bé đã có thể tập dùng thìa để em bé có thể tự xúc thức ăn được rồi. Đối với phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy thì có khá là nhiều ưu điểm tuyệt vời. Ưu điểm thứ nhất mà mình thích đó là với phương pháp này thì em bé sẽ được ăn thô ngay từ sớm, và dần dần qua quá trình tập luyện thì khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của những em bé ăn dặm theo BLV kép được chứng minh là tốt hơn hẳn so với những em bé ăn dặm theo những phương pháp khác. Điều thứ hai mà mình thích ở phương pháp này đó là nó là cơ hội để cho con khám phá và trải nghiệm. Khi mà con ăn dặm theo phương pháp ăn dặm BLV kép thì con được thực hiện và luyện tập cả 5 kỹ năng luôn. Thứ nhất là về thị giác, khi mà con nhìn thực phẩm mẹ bày ra với những hình khối khác nhau và màu sắc khác nhau. Thứ hai là khứu giác, khi mà con ngửi được mùi thực phẩm. Thứ ba là vị giác, khi mà con được trải nghiệm và con nếm những cái loại thức ăn, cái mùi vị nguyên bản của nó. Tiếp theo là xúc giác, khi con được cầm, nắm, sờ vào các loại thực phẩm. Và tiếp nữa đó là thính giác, khi mà con nhai các loại thực phẩm hay là khi mà con cầm, con bóc, con bẻ thực phẩm thì nó cũng sẽ có những cái tiếng động. Thì đó là một cái cơ hội tuyệt vời, và mình nghĩ rằng đây cũng là một cái phương pháp giáo dục sớm rất là tốt cho em bé. Đối với phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy thì con được phát triển vận động tinh ngay từ sớm. Đầu tiên là con cầm tay này, con dùng cả bàn tay còn bóc thực phẩm này. Sau đó là dần dần con dùng vài ngón tay và tiến tới dùng hai ngón tay để bóc nhón thực phẩm. Tiếp theo nữa thì con sẽ được tập thìa, dĩa và cuối cùng là tập đũa. Thì với những cái em bé tập những cái kỹ năng này ngay từ sớm thì cái sự khéo léo ở bàn tay sẽ rất là tốt, khả năng vận động tinh của con sẽ rất là tốt. Lại một ưu điểm tiếp theo nữa đó là khi mà chúng ta áp dụng phương pháp bé tự chỉ huy cho em bé thì em bé sẽ thường có cái xu hướng ăn uống lành mạnh và khoa học hơn. Con tự lựa chọn những cái thực phẩm con ăn, và thường là với những em bé ăn dặm bé tự chỉ huy thì cái khả năng ăn đa dạng thực phẩm sẽ tốt hơn. Tuy nhiên là phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy cũng không phải là một phương pháp hoàn hảo toàn diện, nó cũng sẽ có những cái nhược điểm của nó. Nhược điểm đầu tiên đó là phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy hoàn toàn khác so với những phương pháp ăn dặm khác. Vậy nên là các mẹ sẽ cần phải đòi hỏi tìm hiểu những cái kiến thức thật là vững chắc. Và thông thường là chúng ta sẽ chỉ có thể áp dụng được phương pháp này nếu như mà mẹ ở nhà với con 24/24. Tất cả các bữa ăn của con mẹ đều có thể có mặt để chuẩn bị đồ ăn và giám sát trong cái quá trình mà con ăn uống.
Mình nghĩ rằng điều đó thì hơi khó thực hiện. Không phải mẹ nào cũng có thể ở nhà 24/24 cùng với con. Chúng ta còn phải đi làm và chúng ta cần phải nhờ bà hay là nhờ người thân để chăm con nữa. Đó là một cái rào cản khá là lớn khi mà chúng ta muốn thực hiện phương pháp này. Thứ hai đó là phương pháp này có thể gây ra nguy hiểm, em bé sẽ có thể bị hóc hoặc nghẹn nếu như các mẹ không biết chế biến đồ ăn đúng cách, đúng với lứa tuổi và cái kỹ năng của con. Thông thường thì nếu như các mẹ làm đúng thì ở những cái giai đoạn đầu thì em bé sẽ chỉ quẹ thôi, đó là một cái phản ứng tự nhiên của cơ thể, một cái phản ứng phản xạ bảo vệ cơ thể của con. Thế nhưng mà nếu như làm không đúng cách, ví dụ như là ở giai đoạn đầu thì mẹ đã cho con ăn những cái đồ ăn rất là bứ như là khoai lang, khoai tây, hoặc là mẹ cho con ăn rau lá, thì rất dễ dẫn đến em bé bị hóc và nguy hiểm. Thứ hai đó là mẹ sẽ có thể gặp phải những cái áp lực từ người thân, họ hàng của mình và thậm chí là áp lực từ chính bản thân mình khi mà mình không thực sự tin tưởng vào kỹ năng và kiến thức của mình khi cho con ăn dặm theo phương pháp này. Đối với bản thân mình và bé Sam thì bởi vì là lần đầu làm mẹ, khi mà mình cho con ăn dặm theo phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy, những cái bữa đầu tiên mình cũng khá là lo lắng khi mà con cầm được cái miếng rau củ quả lên con đưa vào mồm, nhưng sau đó sau khi con cắn một miếng to một chút là con ọe lên, mặt con đỏ lừ lên, thì lúc đó cả nhà rất là hốt hoảng. Và thậm chí bà và bố của bé Sam còn muốn là ngay lập tức can thiệp, nhưng mà bởi vì mình đã học và mình đã biết rồi, thế nên là mình ngăn mọi người lại để cho con có cái cơ hội để con tự xử lý. Thực sự thì những cái bữa ăn ban đầu của con như vậy mình cũng rất là hồi hộp, nhưng mà bởi vì mình đã tìm hiểu rồi và mình cũng đã học về những cái sơ cấp cứu trong trường hợp em bé bị hóc nghẹn rồi, thế nên là mình vững tâm hơn một chút. Qua vài lần như vậy thì con quen dần và cái phản xạ vệ của con cũng giảm dần đi, đồng thời là mẹ và cả nhà cũng đã quen dần rồi thì không còn phải hốt hoảng và quá là lo lắng nữa, thì lúc đó những cái bữa ăn của con sẽ trở nên rất là vui vẻ và thoải mái. Nhược điểm tiếp theo đó là nó sẽ rất là bẩn và bừa bộn. Con sẽ bôi đầy thức ăn lên đầu, lên người, lên mặt, rồi lên mắt, mũi. Con sẽ ném đầy ra nhà, con sẽ bốc choe choét lên tay. Chúng ta sẽ có một số nguyên tắc để cho em bé ăn dặm, bé tự chỉ huy được dễ dàng và thuận lợi. Nguyên tắc thứ nhất đó là cho em bé ăn cùng với gia đình. Chúng ta sẽ cho con tham gia vào những bữa ăn của gia đình. Thì mình thấy nó có hai lợi ích. Lợi ích thứ nhất đó là khi mà ăn cùng với gia đình thì con nhìn mọi người ăn uống, con sẽ bắt chước những cái hành động của người lớn và con sẽ thấy vui vẻ và hào hứng khi mà được tham gia cùng với người lớn. Con cũng sẽ học được cái kỷ luật bàn ăn, ngồi ăn thật là nghiêm túc và thoải mái. Và cái lợi ích thứ hai mà mình thấy được đó là về lợi ích từ phía mẹ và người thân. Khi mà chúng ta cho con ăn cùng với người lớn thì chúng ta không cảm thấy sốt ruột chờ đợi. Nếu như chúng ta cho con ăn một mình và chúng ta ngồi chờ con thì có thể các mẹ thấy sẽ rất là sốt ruột, đợi mãi mà con không ăn được, con nhón mãi không được lên này, hay là con cắn một tí rồi con lại nhè ra, thì các mẹ sẽ có xu hướng là sốt ruột này, muốn thúc giục con này, muốn bón cho con, muốn ép con ăn này. Thì tất cả những cái đó đều là những cái sai và chúng ta không được thực hiện khi cho con ăn dặm theo phương pháp bé tự chỉ huy. Đó, nếu như mà mẹ còn đang bận ăn này, còn đang bận trò chuyện với bố và cả gia đình nữa, thi thoảng chỉ quay sang con nói với con một vài câu thôi hay là đưa đồ ăn cho con thôi, thì lúc đó cái bữa ăn nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và tự nhiên thoải mái hơn. Nguyên tắc thứ hai đó là chúng ta luôn luôn cho em bé ngồi thẳng lưng và ngồi ghế ăn dặm khi mà ăn cùng với người lớn. Nguyên tắc tiếp theo đó là chúng ta không ép con ăn, không bón thức ăn cho con, không cầm và đưa thức ăn vào miệng cho con, mà tất cả nên là hành động từ bản thân con. Khi mà em bé chưa vững và em bé chưa cầm được thức ăn để đưa lên tới miệng thì các mẹ có thể cầm thức ăn đưa đến gần miệng con để cho con có thể tự cầm được và sau đó con đưa vào miệng mình. Bởi vì đó là phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy. Nếu như mà mẹ bón mẹ đút cho con thì là mẹ chỉ huy rồi chứ không phải là phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy nữa. Nguyên tắc tiếp theo đó là khi mà chúng ta bắt đầu thì cần phải chế biến những cái thức ăn với hình dạng và cái kết cấu an toàn cho em bé. Đó là lý do tại sao mà mình nhắc các mẹ cần phải đọc sách để tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mà tiến hành. Thông thường với phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy, con nên được ăn sau khi ti sữa khoảng 1 tiếng. Thứ nhất là để đảm bảo cho em bé không quá đói, bởi vì khi con đói thì con sẽ rất là cáu gắt và con sẽ không hợp tác trong việc ăn. Thứ hai đó là chúng ta cũng không để cho con quá no, bởi vì với phương pháp này thì khi mà em bé mới tập ăn thô thì rất dễ bị ọe lên rồi thì nôn chớ ra. Nếu như mà con quá là no sữa thì con
con sẽ nôn chớ hết sữa ra ngoài. Nguyên tắc cuối cùng đó là chúng ta không để cho con ngồi một mình với thức ăn, mà nên luôn luôn có người lớn quan sát và giám sát con. Và các mẹ cũng nên tham gia một số cái lớp học để chúng ta có thêm cái kinh nghiệm và kiến thức về việc xử lý khi mà em bé bị hóc dị vật. Thì mình có được tham gia một cái lớp học được công ty tổ chức và mình được thực hành khá là kỹ về việc xử lý hóc dị vật. Chính vì vậy mà mình cũng cảm thấy an tâm hơn một chút khi mà cho con ăn dặm theo phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy. Vừa rồi là những cái kinh nghiệm và những cái tìm hiểu của mình về phương pháp ăn dặm bé tự chỉ huy để cho các mẹ có cái nhìn tổng quan nhất về phương pháp này. Trong những cái tập tiếp theo của series ăn dặm kết hợp thì mình sẽ chia sẻ cho các mẹ những cái thực đơn ăn dặm của bé Sam. Nếu mà có bất cứ câu hỏi gì thì các mẹ đừng quên để lại bình luận ở bên dưới, mình sẽ tranh thủ để giải đáp cho các mẹ. Cảm ơn các mẹ đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở những video lần sau nhé. Bye bye.